dạ yeah, em uh, xin chào tất cả nè, anh em mình ha thì này uh, video 168 ha anh em này mấy cái uh, linh sam phôi của em nè cái, thì mình yeah, dăm mũ để trong uh, bóng mát ha anh em chừng nào nó 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 sống khỏe đó thì mình đem ra ngoài ha đem ra ngoài xong cái nó nó khỏe thấy uh, gửi mạnh uh, cái mình cắt ngọt đọt cái lại mình ghép á uh, mấy, mấy cái phôi ha em mới khai thác lên đó khai thác lên chừng nào nó sống khỏe cái mình đem vô uh, mình ghép mình áp uh. ủa mình ghép ha mình lấy bo 86 vô mình ghép. Rồi vô cái mã số 1 này nè thì một cái cây uh, linh sam một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 ha. Cây này khá to luôn nè anh em, củ bự luôn. Đó, bự to ha, tàn cũng khá là ok. Mình ấm rồi cây này mã số 1 thì mình xin lưu với anh em mình là 300, bao ship có chậu ha. Tiếp theo là mã số 2 ha, một cái cây gieo hạt ghép 86 luôn. À, cây này thì khá để cũng khá là lâu rồi nè. À, tàn nó khá là bự to luôn ha, đẹp thì mấy cây này về anh em cứ nuôi từ từ đi nó ra tàn nó từ từ nó đẹp lên ha anh em. Cây này mã số 2 ha. À 300 bao ship có chậu. Này nó có bị mấy vết thương chạy chạy xíu ha, không thành vấn đề ha anh em. Tiếp theo là mã số 3 ha, một cái cây sam hương à, quái nè, vô trong chậu này chậu tàu luôn ha anh em. Chậu tàu luôn, sam hương quái, chậu này chậu tàu luôn ha. Mã số 3, 400 bao ship có chậu tiếp theo là mã số 4 ha anh em một cái cây linh sam giao hạt kép 86 cây này em có lên video ha giờ mới đổi cái chậu nó cho hiện đẹp hơn à, cây này nó có bị lỗ chỗ này ha anh em lỗ chỗ này với chỗ này đó tàn anh em coi nè khá là đẹp luôn mình luôn ha đó cây này mã số 4 ha tám à, 280 ngàn bao ship có chậu mặt sau cây tàn khá là bự đẹp ha Tiếp theo là mã số 5 anh em, một cái cây mai chiếu thủy lá chung. Cây này về anh em lật lá ra cho nó ra bông ra lá mới cho nó đẹp ha. Cây này em giao lưu với anh em mình là 200 bao ship có chậu. Tàn khá là ok mình ha anh em. Về anh em mình vô kẽm thêm cho nó đẹp hơn. Mã số 5 200 bao ship có chậu. Tiếp theo là mã số 6 ha, một cái cây linh sam bám đá nè. Cây bám đá ha anh em đó này chừng nào anh đem đợi vài tháng nữa cho nó rút vô đá anh em mở dây ra cho nó đẹp hơn ha cây này mã số 6, hai trăm gửi bao ship ha anh em tiếp theo là mã số 7 nè một cái cây linh sam gieo hạt kép 86 cây đường thăng thì hai thăng lên thì một cốt ở trên ha cây nhìn nó ổ hai rễ á lên trên thì nó, nó nó một cốt ha cây khá là duyên luôn nhỏ nhỏ mà duyên ha anh em đó. cây này mã số 7 ha hai trăm tám bao ship có chậu 208 mã số 7 mã số 7 anh em cái này à, tiếp theo là mã số à, mã số 8 ha mã số 8 mã số 8 thì à, à một cái cây Linh Sam gieo hạt ghiên anh em cây này ghiên ha à, hai, 250 000 bao ship mà hai trăm rưỡi ha bao ship Đó, cái cây này cây ha anh em rồi tiếp theo là mã số 9 ha Mã số 9 thì một cái cây 86 gin à, Cà tàn nó bay bay nè 86 gin ha Đó, à, 86 gin Cây này khá to luôn Nó to cái tàn ha em Cái cốt cái thị thị bằng ngón tay cái, cái em à cái, cái góc khá là đẹp luôn ha Ghế nôm đẹp Đó. À, tàn già dày lắm rồi Cây này mã số 9 ha Em xin giao lưu với anh em mình là 600 Bao ship Tiếp theo là mã số 10 anh em, mã số 10 à, một cái cây linh sam gieo hạt kép 86 cây này chưa vô chậu ha. Anh em coi trên quốc cục ú nu luôn nè, ở dưới thì nó gọn hơn ha. Cái bộ tàng thì cũng nằm một bên, khá là duyên luôn ha anh em. Cây này vô chậu khá là duyên luôn á. Cây này mã số 10 ha. Em xin cho lưu với anh em mình là 250 bao ship. Tất cả đơn hàng bên em thì bao ship hết trơn luôn ha anh em Cái này à, Mã số 11 ha Mã số 11 một cái cây à, linh sam siêu bông Tàn khá là to luôn nè cũ nó bự nè cái này em khắc em tính mồi đế ra ha vậy anh em mình xử lý thêm giá thì khá là rẻ luôn cây này à, mã số 10 một em xin lưu với anh em mình là 200 trăm anh em 200 anh em về nuôi chơi đó anh em lập tàn rồi thêm ha thân khó, khá là bự luôn hai thân một cốt ha, anh em là một cái gốc nhưng mà nó có hai cái thân à, tiếp theo mã số 12 ha một cái cây xâm hương hàng cắt giặt ha hàng mini, anh em về cứ tỉa chơi thôi, cây cày khá là già luôn rồi. Mã số 12 250 bao ship có chậu. Tiếp theo là mã số 13 ha anh em, một cái cây linh sam 86, uh, ghép 86. Anh em coi nè. Cụ đế khá là to ha, cây này bữa nay em lên lần thứ hai, cây này hôm nay lên khá là đẹp luôn anh em. Bự đẹp ha, tàn nó mịn thêm á, nó dày thêm. Uh, mã số 13 ha, uh, 400 bao ship có chậu ha anh em. Tiếp theo mã số 10 14 ha Mã số 14 Một cái cây đinh sam Gieo hạt gin Đó cây này cây gin ha 14 350 Bao ship ha anh em 350 Mã số uh, 14 Tiếp theo là mã số 15 ha một cái cây uh, linh, sa, sam uh, 86 Cây được thăng này nó hơi đơ xíu Nhưng mà mấy cái co cho anh em nhạo khá là đẹp luôn ha Tàn mình nắm luôn rồi đó, Mấy cái lá nó hơi vàng xíu Nó già đó anh em Chấp sửa ra bông rồi đó nó rụng mấy cái lá này anh em lật lá hết là ra bông thôi mã số 15 ha 500 tiếp theo là mã số 16 anh em một cái cây linh sam uh, đế 24 giờ tay cành thì khá ok một chia hai uh, chi lên thứ đây uh, thứ 4 có luôn rồi, ha chi phong nè thứ chi thứ ba ha chi phong có luôn rồi đế thì đều 24 giờ luôn tay cành nói chung là khá là ok đẹp hết trơn cho anh em mình, ha chi phong là có đầy đủ hết trơn rồi cây này thêm xin giao lưu với anh em mình là 700 bao ship ha 700 bao ship cái cây này thì em bứng ở ngoài anh em em mới vô cái chậu nè thì cái bầu vì anh em cứ để trong bầu vậy thôi là nó sống khỏe bình thường cho anh em mình ha anh em cứ yên tâm đi rồi mã số 16 uh, ha 700 rồi em anh em kết cái combo nào thì alo ủng hộ cho em ha và cái số điện thoại 035 4323 996 ha anh em rồi em cảm ơn anh em mình nhiều ha